Phản ứng hai chiều phát ngôn Vlogger JV về MC Trấn Thành Hiệu ứng lớn từ vlog của JV đăng tải tối ngày 15 tháng 5 có nhiều quan điểm khác nhau từ cư dân mạng. Vlogger JV đã ngồi xem lại tất cả các video được đăng tải trên kênh youtube của MC Trấn Thành. Anh nói không hề ghét Trấn Thành và cảm thấy nam MC giống hệt bản thân ngày xưa vì có cái tôi rất cao nội dung được đăng tải trên kênh youtube của vlogger jv dư luận chia ra hai luồng ý kiến trước vlog này đa số người xem bày tỏ sự đồng tình với bài học vlogger muốn gửi gắm tới đàn anh qua video có người khen ngợi những câu nói của nam vlogger trong video mới có người bày tỏ sự ngưỡng mộ phong cách không bị lu mờ của jv người lại nghi ngờ anh có tình cảm với mc trấn thành Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất là nhận xét về MC Trấn Thành có cái tôi lớn. Dì về lấy ví dụ qua hai clip MC Trấn Thành đối đầu anti-fan. Nam vlogger bày tỏ sự đồng cảm về điểm yếu cái tôi lớn của đàn anh. Khi suốt một thời gian dài xung quanh bạn toàn là những lời khen, lời tán dương, bạn làm gì cũng được mọi người thần tượng, ca ngợi. Bên cạnh đó bạn còn kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là người thành công nữa, thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được mình đặc biệt, mình hơn người. Khi bạn nói gì cũng được tung hô là chân lý, thì dần dần bạn sẽ nghĩ mình chính là chân lý. Di về nhận xét, anh từng là một người như vậy nên khuyên nam MC có thể ở ẩn, có quản nghĩ để nhìn lại bản thân. Không chỉ nói về điểm yếu tính cách, Di còn kể chuyện anh từng muốn gạt tay trúng má nam MC. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng cái tôi của Di vẫn ngông và làm ngược lại với những gì mình khuyên thay vì cần một phút để trình bày việc gạt tay trúng má thì anh lại làm hẳn vlog 11 phút, giống cách anh góp ý MC Trấn Thành. Trong suốt vlog, cách anh gọi tên đàn anh trống không dù cách nhau tận 5 tuổi, khiến nhiều người bất bình. Cư dân mạng cho rằng anh nổi nhờ tiếng xấu của người khác là chuyện không hay. Nam vlogger bị cho là anti-fan trá hình, đi ngược lại với những gì mình khuyên. Dư luận chia ra hai luồng ý kiến. Tuy vậy, Vlogger JV đã chỉ ra sự thật rằng sự nổi tiếng chỉ làm nên giá trị của con người trước các công ty quảng cáo, chứ không làm cho người đó trở nên quan trọng hơn với toàn bộ xã hội. Vlogger JV tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, từng là cái tên nổi đình nổi đám của thế hệ vlogger đầu tiên của Việt Nam. Cuối năm 2018, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, JV bỗng lặng mất tâm, anh xóa sạch thông tin trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội. 50 video triệu views trên kênh YouTube cũng bốc hơi 100%. Sau gần 5 năm, tối ngày 2 tháng 4, dì về bất ngờ ra clip mới, thông báo chính thức quay trở lại đường đua mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like và subscribe, bật chuông thông báo để xem nhiều tin tức mỗi ngày nhé.